đồng chí Nguyễn Văn Phóng cũng đã trao quyết định số 1581 ngày 16 tháng 7 năm 2020, phân công điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Cường, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên, giữ chức Phó trưởng ban quản lý khu đại học Phố Hiến và giao nhiệm vụ điều hành đến khi kiện toàn trưởng ban mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng ghi nhận và biểu dương những đóng góp trong quá trình công tác, đồng thời yêu cầu ông Nguyễn Tuấn Cường nhanh chóng tiếp cận môi trường làm việc mới, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, trau dồi học hỏi kiến thức, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh có những điều chỉnh quy hoạch khu đại học Phố Hiến, thu hút kêu gọi nhà đầu tư theo hướng phát triển công nghệ cao, thông minh, bắt kịp xu hướng phát triển hiện nay.